Theo bảng phân tích số liệu mới nhất vào ngày 8 tháng 9, Long An hiện đang xếp thứ 5 trên 20 tỉnh thành được thống kê mức độ tuân thủ chỉ thị 16 thông qua sự di chuyển của thuê bao di động. Theo đó, thống kê vào ngày 8 tháng 9, các địa phương có tỷ lệ thuê bao di động đứng yên cao là Cần Thơ 64,9%, Đồng Tháp 64,1%, Hậu Giang 62,2%, Thành phố Hồ Chí Minh 62,1% và Long An 59,42%. Và tính riêng trung bình mỗi ngày thì tỷ lệ thuê bao di động ở trạng thái đứng yên tại Long An dao động từ 52-72%. Trong đó, các địa phương như là Cần Đước, Cần Giuộc và thành phố Tân An có tỷ lệ thuê bao di động ở trạng thái đứng yên cao nhất tỉnh, dao động trung bình mỗi ngày từ 60-72%. Việc tỷ lệ thuê bao di động đứng yên càng lớn thì cho thấy mức độ tuân thủ chỉ thị 16 càng nghiêm túc.